Hai chục cái gì chị nhỏ? 200. Sao? Mà cũng được, đang gấp lắm á, chị lẹ đi. Bà xíu. Nè, xong rồi nè. Ủa, hay quá đi. Nè. Hình như có cái gì đó đang mờ ám ở đây. Hả? Hả? Chị ra quát chạy tắm luôn á. Chỉ cần chụp lại đề toán, đợi chưa tới 3 phút là đã có kết quả rồi. Cái gì dám giấu tôi, cái đồ đen kiếp. Nè, xong rồi nè, xếp đi. Trời ơi, tại mấy người lo quá trẻ xong hết trơn rồi. Hả? Ừ. Sao bảo em có? Thế là mắt mới à? Mai là mình phát hiện cái đôi mắt, máy tính là y mạnh mẽ nhất. À, và đây là chị cả. Chicken. Chị cả trong một vai phả, chị cả là đại một tiểu thư nè. Chị cả gia đình mà khá giả, chị cả có nhiều ngân phiếu nè. Chị cả là con cầu quan khẩn, chị cả từ xưa đi cầu khấn. Chị cả lớn lên không cần đấu, chị cả sinh ra là bất bình đẳng nè. Những lần tâm sự giàu sang, giàu nhanh lên trên vật mất. Cái khó cứ ăn mặc xích chứ cần gì thức đâu chuyện mất sắc nè. Khói tay sánh vai chị cả mà không sợ nhã vì chỉ có đồ là. Thứ xanh vào trong khâu ca mà ngồi sofa u la cứ cần alo. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought.
nó đẹp quá à, thích nó quá à. Hả? Thích thì lại làm quen đi. Thôi, không chịu đâu. Ngại chứ gì. Cái này on rồi có còn mày đâu. Gì vậy? Ray. Tôi đây, bước qua người ơi, sao nàng ở đâu. Cho anh vài giây lại đây, không xin sao. Mày cho mình lay đưa ai lạc vào đây. Sở tìm ID văn nhỏ 79 để xem mình live stream nha. Tao hỏi tiêu quạt là cờ rớt có thích tao không? Thì nó lắc đầu cái đêm. Mất dạy. Mấy ông muốn tìm tôi ở đâu á thì vô clip hết nha. Hồi nhỏ bị cấm yêu, cứ tưởng ba mẹ sợ mình không tập trung học hành. Lớn rồi mới biết ba mẹ sợ mình đau lòng. Các bạn hãy vào trang cá nhân của mình rồi ấn vào link tải. Tải xong rồi thì search tìm ID Likio98 rồi bấm follow để trò chuyện với mình nhé.